Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái sản phẩm này cuối cùng nè. Thì quý vị ơi, cái này là cái ca lọc nước mà rất là nhiều các cô chú hỏi lên là cái ca lọc nước bây giờ còn hay không. Thì thưa quý vị, là những quý vị nào mà không có cái ca lọc nước trong cái thời gian vừa qua, thì nước uống lúc nào nó cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng trong cái đời sống của mình. Nếu một cái ca lọc nước mà không có tên tuổi thì chắc có lẽ nó cũng không có gì để mà mình nói thêm được. Nhưng mà đây là cái ca lọc nước mà của EcoShop, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà phải nói là trong cái thời gian mà quý vị sử dụng cái ca này, vừa nấu ăn được nè, vừa có thể rửa đồ ăn được nè, rồi quý vị nấu nước sôi uống nè. Thì ví dụ như mình may mắn mình có nhà đó, thì nhiều khi mình có luôn cái hệ thống lọc nước. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào ở apartment nè, quý vị nào mà lớn tuổi nè, rồi quý vị nào mà không, nhà không phải của mình, thì mình không có thể gắn được. Cho nên là cái điều quan trọng là mình có thể lấy được cái ca lọc nước nó vừa có với giá rẻ, mà đây là một trong những sản phẩm là nổi tiếng trên toàn thế giới, và có những cái certified của toàn thế giới để được sử dụng với một cái sự an toàn. Thì đây là một trong những cái company EcoShop mà chúng ta của châu Âu mà chúng ta thường đó, mà mình mua những cái đồ của Trung Quốc thì nó không có tốt bằng. Cho nên là cái sản phẩm này nó có cái ISO number, thường trong nghĩa những cái ca lọc nước thường á, nó sẽ không có cái ISO number này đâu. Và đồng thời là nó, đây là một trong những company mà nó có làm member của Quality Association. Nghĩa là nhiều khi người ta bán rất là nhiều những cái ca lọc nước, nhưng mà quý vị hỏi coi cái ly đó hoặc những cái ca đó nó xuất xứ từ đâu, thì người ta sẽ không bao giờ nói với quý vị, hoặc là người ta sẽ nói người ta không trả lời mình. Tuy nhiên đây là một trong những sản phẩm mà Hạnh Lê rất là vui để mà chia sẻ đến với quý vị, bởi vì trên cái hộp này nó cũng cho mình biết luôn đây là một cái member của Water Quality Association, nghĩa là an toàn cho sức khỏe của mình. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà được cả thế giới công nhận là một trong những sản phẩm tốt nhất. Thì trong cái ca lọc nước này đó, nó có những cái tác dụng như là nó chống những cái dust, là những cái bụi bay vào trong cái ca này, vì nó có cái lid protection, là nó có cái lọc. Phải anh, nó có cái nắp đậy á, là cái lid của nó có cái nắp đậy, rồi nó flip qua được để mà mình dễ dàng mà đổ nước ra. Rồi cái thứ ba nữa đó, còn mấy cho lại cái hồi nãy nha, cái một cái nữa đó là nó có thể là modify resign, là ở trong cái filter đó thì nó có cái modify resign economic, nghĩa là nó lọc đi những cái bụi, những cái chất dơ, những cái dust, những cái gì mà nó không sạch sẽ là nó lọc hết cho mình. Rồi nó còn có thêm cái elastic bag ở phía dưới, để mà mình không có bị đổ, bị ngã đó anh. Dạ, tức là nó dính chắc vô chỗ mà chúng ta để lên, đặt lên đó. Dạ, đúng rồi. Mình có thể sử dụng để mà nấu ăn nè đó. Tại vì cái nguồn nước uống của mình nó rất là quan trọng. Thứ nhất là uống, thay vì là mình chạy đi đổ nước ở ngoài, thì cái ca lọc nước này người ta nói nó cũng giống như là những cái chai nước suối của những cái hãng rất là lớn mà hiện tại đang bán ở ngoài. Ví dụ như quý vị phải mua từng chai, thì quý vị không cần mua chai đó nữa, quý vị cứ lấy cái ca lọc nước này, quý vị về quý vị lọc ngay tại nhà của mình luôn, thì là nó sẽ giúp cho cái đồ ăn của mình nó được ngon, và đồng thời nó giúp cho cái sức khỏe của chúng ta luôn đó. Thành thử ra là mình không cần đi mua chai nước nữa nha anh Trọng Nghĩa nha. Vâng. Mình mua, ví dụ như mình mua 2-3 cái ca một lần, mình để đó mình lọc, rồi các con em của mình ví dụ như đi đâu về nó chỉ đổ ra nó uống thôi đó. Thì đây là một trong những cái benefit rất là lớn cho những cái ca lọc nước này, và mình save được rất là nhiều tiền. Thứ ba là mình không cần phải đi đổi nước nữa, là tại vì mình đi ra cái mùa lạnh này cũng rất là mệt, rồi mình phải bưng cái bình nữa cũng rất là khổ luôn. Cho nên là cái ca lọc nước này nó nhỏ nhưng nó rất là nhiều những cái benefit mà chúng ta phải cần biết tới, cũng như là thay vì mình đi mua mấy trăm đồng một cái ca hoặc là một cái ly mà người ta hay quảng cáo cho mình. Thì thưa quý vị, đây là một trong những cái loại mà ở châu Âu chứ không phải của Trung Quốc, và nó giúp cho cái sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Đây là một cái sự lựa chọn thay thế khi mình phải đi đổ nước, khi mình phải đi bưng cái bình nước, hay là mình mua những cái chai nước ở bên ngoài thì sẽ rất là đắt tiền và tốn kém. Thì ngày hôm nay
quý vị nào đang theo dõi chương trình này ngày hôm nay, mỗi cái ca lọc nước này thì chúng tôi đang bán với cái giá là 29 đồng 95, và tặng cái giá thường của nó khoảng 49 đồng 95, hôm nay chỉ có 29 đồng 95, và tặng cho quý vị một cái filter trong đó luôn nha, có sẵn một cái filter trong đó luôn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị gọi vào liền trong cái chương trình này, Thành Lê sẽ tặng thêm hai cái filter nữa cho quý vị, và mỗi cái filter là 14 đồng 95 cho một cái filter quý vị gọi vào liền ngày hôm nay. Thành Lê tặng cho quý vị không phải một filter mà là tới ba cái filter luôn, là chỉ có 29 đồng 95 cho mỗi cái ca mà thôi. Còn nếu mà quý vị nào mà mua 3 cái trở lên thì chỉ còn lại 24 đồng 95 cho một cái nha. Nếu mua 3 cái ca trở lên thì chỉ có 24 đồng 95. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi bán để cho những quý vị nào mà ở apartment á, trong nghĩa tại vì không phải ai cũng có tiền hoặc là ai cũng có nhà để mà mình tự lắp ráp những cái hệ thống nước system này của mình. Cho nên là mua 3 trở lên chỉ còn 24 đồng 95, và mỗi cái ca lọc nước này Thành Lê sẽ tặng cho quý vị thêm hai cái filter nữa, nghĩa là thành ba cái filter trong cái chương trình đặc biệt này mà thôi nha quý vị nha. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại đi quý vị coi, thể gọi vào ngay trong lúc này là 714-290-5902 và 408-499-7523, 408-499-7523. Hồ Ly cùng với Trọng Nghĩa đang giới thiệu cho quý vị cái chai lọc nước EcoSoft đến từ Âu Châu. Giá bình thường là 49 đồng 95, hôm nay giá đặc biệt chỉ còn có 29 đồng 95 mà thôi. Và nếu quý vị mua 3 cái đó thì chỉ còn có 24 đồng 95 cho mỗi cái mà thôi, mà quý vị được tặng thêm 3 cái filter tất cả thưa quý vị. Dạ rồi, cảm ơn chị. 714-290-5902 và 408-499-7523. Quý vị có thể mua mà 3 cái, 1 cái quý vị xài, 2 cái quý vị để làm quà, để tặng nhân dịp lễ Giáng sinh và Thanksgiving, lễ Giáng sinh cũng như là lễ New Year sắp đến thưa quý vị. 714-290-5902 và 408-499-7523. Những quý vị nào mà mới ở xa về anh Trọng Nghĩa hoặc là ở Việt Nam mới qua đó, vâng, là mình xài cái này rất là tốt luôn. Hello. Vâng, đây là cái chai lọc nước thưa quý vị, EcoSoft đến từ Âu Châu. Dạ, giá nó đặc biệt hôm nay chỉ có 29 đồng 95 mà thôi cho mỗi cái chai lọc nước này. Giá 29 đồng 95 mà quý vị lại được tặng thêm hai cái filter. Còn nếu quý vị mua 3 cái máy một lúc đó thì chỉ còn có 24 đồng 95 mà thôi cho mỗi cái chai lọc nước này, và quý vị được tặng như vậy là 3 cái filter tất cả. 714-290-5902 và 408-499-7523. Dạ được rồi. Quý vị cứ tiếp tục gọi vào nha, lên bàn Trọng Nghĩa sẽ bắt phone cho quý vị, cũng như các anh em nhân viên sẽ bắt phone cho quý vị sau với chương trình này. 714-290-5902 và 408-499-7523. Ly Hành Queen Home Shopping tại miền Nam California, quận Cam, tòa lạc tại 7766 đường Westminster, thành phố Westminster. Và trong miền Bắc California chúng tôi có hai địa điểm là trong khu đô thị Thanh Sơn, địa chỉ là 2857 Santa Rosa Suite D, và trong Khan Century Mall Suite là 1002. Dạ vâng, quý vị. Đó là cái chương trình của cái ca lọc nước, cho nên là bây giờ mình sẽ ao nha. Và chương trình đó là chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Đến đây Thành Lê mình Trọng Nghĩa chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị.